rắm cuối. Hả? Cái gì? Rắm cuối á. Chị hơi ừ. Liên tục luôn à? Dạ. Đó, coi như là liên khúc, liên thanh rồi. Từ độ to tới độ nhỏ, rồi từ mà không mùi cho tới rất nhiều mùi. Có mua hình đoạn chản lắm, em không đỡ kìa. Cứ gặp em để tập cho vui thôi. Dạ không, giống như là thói quen rồi không nhịn được. Ngồi giữa đám đông cũng vậy luôn hả? Dạ không anh. Ông lén, đám đông thì lén thôi. Cho nên trước mặt vợ là thoải mái hả? Dạ. Vậy thì thoải mái á, mình tự tin, thỏa sức đam mê. Xong rồi ổng là bị cái bệnh rất là lề mề lắm luôn. Sao lề mề thấy làm nhanh lắm rồi. Ổng diễn xào xào. Đi đi xào. Tức là cái này thật là ổng lề mề tới mức độ mà ngày nào đưa em đi làm là ngày đó em trễ làm. Anh ơi, nhanh lên giùm em đi, em trễ làm lắm rồi. Lúc nào em cũng xuống dưới, em ngồi em đợi sẵn ở dưới đó, đợi ông xuống. Thế nỗi mà nguyên một nhà em kêu là mai mốt con Thanh đẻ là không cho một phút đi đưa đi. Sợ đẻ rớt. Sợ đẻ rớt dọc đường, khổ em. Hỏi nha anh. Bớt đi nha. Bớt cái này gọi là chậm chạp nha. Anh em nhìn ông xã em làm thấy giống như hàng ngày không hay là nay ông diễn anh? Dạ cũng giống như hàng ngày vậy anh, nhưng mà bây giờ hôm nay mới quan sát em mới thấy nè, chứ bình thường em ở trong phòng mà khi nào em làm xong mới thượng em ra. À, dạ. Trời hạnh phúc ơi trời. Làm vô em bứng ra. Bứng hay là thượng? Bứng dạ. Khác thượng khác nha. Có vô thượng em ra. Tối nhiều khi em ngủ á, em ngủ sáng sáng vậy em mở mắt ra thấy anh đi chợ về em nấu đồ ăn xong hết rồi em đi vô. Cái bây giờ bà ra ăn chưa? Hay bà đợi tôi bưng vô tôi rút cho bà. Chửi chửi vậy chứ cũng làm hết mấy anh chị. Đúng rồi. Cái miệng thì hay chửi chửi thôi chứ gì cũng làm mà. Em nói đúng luôn á Thanh, là ảnh thì ảnh hay càm ràm, ảnh hay nói lắm. Không bao giờ mà ảnh nói lời ngọt ngào với em đâu. Chứ bây giờ mà ngồi ôm vợ kêu anh yêu em hay là vợ ơi vợ à đó, ít lắm. Nhưng mà không thì ảnh sẽ thể mà hành động nhiều hơn. Thì trong ngồi chè. Nói đúng hả? Thông thường á, đàn ông cũng khô khan ngại nói những cái lời yêu đương. Đôi khi nói ra cái sợi vợ mình nói ông nội sến quá ông ơi. Nó nói em đang diễn anh, à, đang đóng phim. Đúng tại rồi. Nhiều khi em nói mấy cái lời đó trên phim trường riết á, cái em bị trai cảm xúc về nói vợ em. Đây đây em có đây, em có một người ở nhà hay diễn. À, ngôn từ không hả? Dạ ngôn tình, ngôn gì lắm. À. Nhưng mà lâu lâu mình nghe mình cũng thích cho anh, lần này ông này là không bao giờ luôn nha. Không nói luôn hả? Thì hồi xưa lúc mà mới mà quen nhau á, cái em hai tụi em bằng tuổi nữa, cái nói một hồi tự nhiên ông nói chuyện mày tao với em, cái em mới táo ra cãi lộn. Ông mới nói anh giỡn thôi, anh không có ý gì hết, nhưng mà em nghe thì em không có quen á. Nhưng mà mỗi khi hai đứa cãi lộn á là khi mà bắt đầu mà định điểm vô cãi lộn, bắt đầu nói mày anh với em. Đôi khi mình hạnh phúc mình giỡn nhau thì mình có thể đùa được, nhưng mà khi mà đã gọi là cãi nhau thì phải, nếu mà cãi nhau mà mày tao là dữ rồi đó nha, là mệt á. Dạ không bao giờ, tụi em không bao giờ mà cãi nhau mà nói vậy hết, tại vì nó rất là tổn thương. Đúng rồi, được ông chồng coi như. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với hai cặp đôi để họ sẽ có thể chia sẻ với chúng ta những câu chuyện trong cuộc sống. Đầu tiên xin mời quý vị đến với cặp Ánh Tài Ngọc Ánh. Và cặp đôi thứ hai là Xuân Phúc và Trúc Anh. Hôm nay thì hy vọng chúng ta sẽ có gì mình nói bột hết cho nhau nghe nha. Vui là chính nha, đừng giận nhau ha. Nhiều khi có cặp vợ chồng chơi chương trình xong về giận nhau, nó nãy sao nói xấu em vậy. Hoài luôn anh, vợ anh chơi hay quạo đó. Đó đâu, em đâu có đâu anh. Các bạn không có quạo đúng không? Em hay tập vợ em là gì nhất? À, thì nói chung là vợ em thì được cái hay thích nghe nịnh ấy. À. Nên là bất kể một cái chuyện gì mà giận em chẳng hạn. À. Thì em phải chịu khó em nịnh, mất thời gian một chút xíu thôi. Nhưng mà cái lúc nào là cũng quay đi chỗ khác là rất là buồn cười nhưng mà nhịn. Sau đến lúc em quay ra em nhìn mặt thì bắt đầu phì cười, bắn hết tương đương vào mặt em. Đủ các thứ hết ạ. Không, nhưng mà anh nghĩ là vợ chồng cũng cần có những giây phút mà đùa với nhau á. Cái chuyện mà chơi trò chơi trẻ em giống xưa. Một cái chuyện mà là tụt quần nước mắt, tụt quần nước mắt. Mà nhỏ không có tụt quần, đứng lên thì mình tụt quần. À, nhỏ tụt quần có cái gì đâu coi. Nhưng mà chơi nó chơi trong nhà nha. Lâu lâu quên ngoài đường chơi cái đó mệt lắm á. Người ta nói là vợ là phải phục vụ nấu ăn uống này cho chồng, nhưng em chỉ có một mì gói á, hoài vậy sao vậy? Tại ảnh giỏi chuyện nấu ăn quá anh ơi, cho nên là đến hồi em lấy ảnh là thôi em thấy ảnh giỏi quá anh cho anh làm luôn vậy. Của em ý anh lấy ảnh là chỉ vì nấu ăn ngon. Dạ, đúng rồi. Chứ là thấy lấy gì mua vui mà em nấu để làm đồ ăn thôi. Dạ, không ảnh của em thì đồ ăn không anh. À đây là lấy, à, cũng thú vị ha. Nhưng mà rủ em đi về nhà chồng em thì sao? Dạ anh cũng nấu luôn vậy đó.
Dạ thôi em đính dính lại là khi mà về nhà mẹ em, mà mẹ em là đầu bếp cho nên bà cũng cầm động tay gì hết trơn á. Về nhà bà thì ba mẹ bà cũng bán đồ ăn ngày xưa nữa, cho nên là cuộc đời này của bà là không cần đụng tới cái bếp nữa. Trời sướng như trời. Vậy mà xưa ta nói phụ nữ là phải vào bếp, phụ nữ là phải giữ lửa yêu thương cái bếp. Mà cuối cùng mình không có gì cho nhưng mà lửa yêu thương vẫn ngụt. Dạ. Nó không đốt nhà quá. Em biết nấu mà, nhưng mà em nấu không mất thời gian thôi. Dù em cũng biết làm cánh gà chiên nước mắm nè, rau cải xào thịt bò nè, nấu canh trứng nè, em biết. Nhưng mà mỗi lần em nấu cái ông này cũng khó chịu, ngứa mắt vậy đó. Thôi bà đi ra giùm tôi cái đi để tôi nấu đi, chỗ ngứa mắt quá. Tại em, vậy là tại em. Không anh, 1 triệu chương trình đã trôi qua rồi, lúc nào cũng trả lời một câu y chang như vậy. Mà nấu không ra cái gì á. Ăn được hay không mới là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng chơi đầu tiên dành cho hai đội, đó là hiểu ý vợ chồng. Và sau đó thì bà vợ sẽ trả lời để xem có đúng ý chồng mình hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Hãy phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi. Sau khi cô gái ngồi xuống, chồng bạn sẽ nhìn vào đâu trước? A là mặt, B là vòng 1, C là vòng 3. Mời em. Em đoán là mặt. Có lẽ là mấy ông chồng sợ ông nhìn vào mặt đó. Dạ không phải, chồng em biết. Rồi bây giờ ta xem đáp án nha. Để xem tài trả lời thế nào. Gì nhìn gì? Vô vòng 1. Tài trái quá. Tài trái hình ảnh rõ ràng. Ủa hình ảnh rõ ràng em nha. Nhìn ở đâu mà vô vòng 1? Rõ ràng đâu anh ơi bà. Đó, em nhìn rất là rõ ràng thấy chưa? Có, đâu có nói sai đâu. Thôi chạy đi đâu nữa anh ơi. Bởi vì anh bị cận. À gì à? Em ráng em nhìn cái mặt coi. Ủa đẹp thì xấu. Rồi còn những cái khác nó không quan trọng nữa. Lúc mà ngồi xuống là cái tầm con mắt của em đang nhìn cái mặt là nó bị hạ thấp xuống một cái nhìn khác. Em ơi hay là nó da bộ đó. Không có, cái này là bệnh viện nó chứng minh. Vậy là ngày mai tất cả người đàn ông đều nói như vợ mình tôi bị cận. Vậy là chúng ta đã có một câu hỏi không hiểu ý nhau. Sao em gái? Theo em thì chồng em sẽ nhìn vào đâu trước? Thì có em có hiểu ý chồng em không? Chồng em là thích C nhất. C vòng 3 hả? Thích là một chuyện, còn mới lần đầu gặp nhìn ở đâu đó lại là chuyện khác em. À. Chắc chưa? Chắc. Rồi, sai chịu nha. Trời ơi, nó thích GIV mà em kêu nó nhìn mặt. Đó. Không phải đâu, ngay tầm. Tóc hả? Ngay tầm, ngay tầm. Anh đâu có biết. Anh nói lại. Thì em phải nhìn theo cái hướng gì của anh lúc mà anh đang ngồi bấm điện thoại. Anh lia máy lên. Không, cái ống kính của anh thì nó sẽ phải từ tóc lên như bên mặt chứ. Đây. Đây, đúng rồi. Đúng đó. Cái camera nó đặt cái góc nhìn đó làm cho tụi em nhìn sai. Chứ không phải tụi em nhìn cái chỗ đó đâu. Ở đâu rõ ràng. Đúng rồi, rõ ràng. Cầm em có cận không? Cầm em không nha, rõ mồm mồm. Không, cậu, em thì em không cận. Nhưng mà lúc mà đeo kính dâm nào thì em cũng hơi bị mờ. Đó, đeo kính dâm vô là có cho kính dâm vô để che đó, mình nhìn chỗ nào đúng không? Kính dâm che. Đó, che đi vậy đó. Đeo kính dâm thôi. Đúng rồi. Rồi, tối nay mệt rồi. Chọn ra 5 món đồ của bạn mà bạn nghĩ vợ muốn bỏ đi nhất. Tủ quần áo, laptop, rượu vang, dây chuyền, nón, bông tai, điện thoại, máy chơi game, gương, quần áo, quần đùi kỷ niệm. À, em là em muốn chồng em bỏ. Rồi, vậy luôn hả? Xuất sắc hả? Sao nó khác màu vậy? Sao nó khác màu vậy? Em có nhiều quần đùi kỷ niệm chưa? Không, nó sáng màu thôi anh, vậy thôi anh. Đây nè. Trời ơi, lòi. Nó lòi ra luôn. Thì nó chỉ có thùng đũng một chút xíu thôi mà. Không, mà bạn nó đổi màu luôn rồi. Cái quần này là chắc phải 80 năm về trước. Mà ông thề là ông không bỏ, ông mặc mà cứ tơ hơ đó. Ông đi vòng vòng lòng thòng khắp nhà. Nhưng mà ông thề là ông không có bỏ. Nhiều khi nó mát đít. Mà nói còn chị nó tươi ra không? Chị em nhà em có đứa cháu á. Rồi nó cứ nắm rồi nó giật. Trời không thích. À vậy à? Thích nó mát mát gì à? Quan trọng là thích vải à. Thiệt sự cái này là do em mua đó, chứ không là em sẽ nghĩ là do người yêu cũ tặng. Ủi mắt. Thôi thích đi chi vậy? Thôi đừng dùng cái đó. Cất vô tủ đi. Tủ mặt được mà. Thứ hai, em muốn bỏ cái gương. Cái gương. Tại vì tránh là soi gương nhiều hơn vợ. Điện thoại.
Em không biết là cưới em hay cưới điện thoại. Rồi, gì nữa? Bông tai. Bông tai. Là sợ người ta không biết mình không có đàn ông hay sao, không biết mình phải đeo một cái bông tai. Chị đã bỏ 3-4 năm nay rồi, người ta có dám đeo nữa đâu. Là để cho người nhà nó đẹp. Chửi lộn xong rồi chia tay 30 lần thì mới chịu bỏ. Rồi gì nữa? Dây chuyền, hoa dây chuyền, dây xích nè. Còn bộ thời trang em nó ví là dây xích là sao? Tức là hành hố thiết hóa bằng nhà em, ba em thì khó tính. Nhưng mà ông này thì luôn luôn là đầu đội nón snapback, rồi mặc áo ba lỗ đây nè. Rồi quần thì tục dưới đây nè. Đó, xong rồi dây nhỏ lòng thòng đeo mấy cái xích cổ nè. Em nhìn em sợ có một ngày mà ba em bắn ngay vô đầu thì không biết đỡ. Rồi, bây giờ chúng ta xem đáp án. Quần đùi kỷ niệm là 1, bông tai là 2, dây chuyền là 3, tủ quần áo cũ là 4, và điện thoại là 5. Sai. Có một cái là chọn quần áo cũ là sao? Tương đối đó chứ bộ. 4/5. Thế tại sao là cái gương? Thì tức là ổng rất là mê soi gương tới mức độ mà một ngày ổng đi ra đi lại cái gương 80 giác chỉ để soi thôi, và cứ cảm giác người thì như là cái nồi thịt kho á. Cứ đứng nhìn. Bắt anh ở nhà cho nhiều đi, bắt anh ăn nhiều đi, không cho anh đi tập. Bạn mập là do mình ăn chứ sao mình đổ người ta. Thì em cũng phải cho anh đi tập chứ. Mình đi tập đi. Sao anh ám ảnh anh nói gì nhà cái lộn nha. Đó, ra đi quậy tái gì không đi tập thì chạy ghê không. Bây giờ chúng ta trở lại với Tài. Là đây là mấy cái món đồ tào lao ở nhà của ông này. Em mang cái quần đùi kỷ niệm với Vân rồi chị nhờ. Thì cho mọi người coi cái đôi dép này của ổng nè. Đây là cái món đồ mà em ghét nhất luôn á. Em ghét vô cùng luôn. Em giấu đi rồi chứ. Đẹp mà. Nó có đẹp gì đâu, thấy anh ghê. Anh biết dép chỗ nào, nó là một đôi giày. Đôi giày đúng rồi. Nó rõ ràng là một đôi giày, tại sao mọi người lại đánh giá nó là đôi dép? Nó là một đôi giày rất lịch sự. Bây giờ bên đây bạn này về cắt cái quần ở đây, về cắt đôi giày là xong. Không, không có tranh cãi nữa. Ông lúc mà ông cho em coi nó em đẹp không? Không, cái ghê, không có đẹp gì hết trơn. Mà ông cũng lén lúc ông mua. Ông mua xong về ông chưa đi lần nào luôn, còn mới nguyên nè. Đó, là cái chuyện mà ông không đi là cái chuyện chắc chắn luôn á. Ông mua về thôi, ông để cho chân thôi đó. Em muốn bỏ đôi giày đi, đúng không? Dạ. Từ đây, từ đây. Lính thích. Cho anh. Từ đây có sao sẽ không bao giờ thấy đôi giày nữa, yên tâm. Cảm ơn Tài nha. Tuy về nha. Rồi, tiếp theo. Em ghét cái xe đạp của ông. Tại sao? Em là người rất đam mê bộ môn thể thao, nhất là xe đạp. Đạo quá, con thấy đồ người ta bỏ ra cái mê liền bỏ đi, quê quá. Hẻm anh còn đông người lắm nha, bút nha. Em xấu hổ quá anh. Tới lượt em chứ không nha. Tại vì ông có xe đạp này, lúc đầu ông dụ em. Anh nói là mua xe đạp cho anh đi, để anh chạy, anh tập thể dục, thể thao. Giờ tập thể dục anh khỏe lên, bây giờ sẽ tốt cho sức khỏe. Ok, đi mua, lặn lội đi mua cái xe đạp này, hết 4 triệu mấy gần 5 triệu ra mua thêm đồ, gắn tùm lum tà la vô, xong anh chạy được có 1-2 lần, để giờ luôn. Đưa cho anh. Có dắt theo không? Dắt vô luôn đi bà. Đưa qua đây. Dạ, cái tà cũng vậy, không để nó xét luôn, nó rỉ xét luôn, anh thấy không? Đưa cho anh luôn. Ghé lấy. Không, không có gì là không tập gì hết. Rồi đó, cái em biết nhất là cái dạy bóng chày. Hồi lúc mà ông mua, ông nói là em, cái dạy bóng chày này là để anh, để trong nhà mình, cho mình sẽ an toàn. Ví dụ lỡ nhà có trộm thì anh sẽ lấy ra, anh đánh trộm. Cuối cùng mà em không tin đánh trộm, đánh em. Không, vũ phu vậy tại. Nó đúng là nó chỉ có đổi mục đích, chuyển nhượng lên, hiểu không? Khi mà nó đổi từ cái mà phòng vệ qua phòng vệ chính đáng. Từ khi nào mà phòng vệ đúng không? Là ổng không phải là ổng đánh mạnh mà ổng cứ lâu lâu mỗi lần gỡ mà em nhào vô em cắn ổng là ổng lấy cái cây đó ra. Ổng nói bây giờ cắn ổng là ổng quăng em mà ổng cứ chập chập đít mà ổng khó chịu vô cùng luôn á. Rồi coi những cái gì ổng thích á, ổng cho địa chỉ tới chở về một lượt luôn. Có cái hũ da heo anh, là ổng thích ăn mấy cái tóp mỡ này da heo. Em thấy ăn mấy cái đó không có tốt cho sức khỏe. Ổng thích ăn lòng, ăn da heo rồi gì đó. Đó là... Anh nói cho em biết sau cái chương trình này, vì cái hũ da heo đó sẽ có một người nghệ sĩ danh nhân thành đạt trở mặt với em. Bởi vì chị Lê Giang bán hũ da heo. Giờ kêu em bỏ hũ da heo, con kêu là bỏ chị Lê Giang. Không có ủng hộ Lê Giang. Rồi để xem 5 cái món đồ đó phải chồng em gọi là đòi bỏ nha. Nếu mà chọn thì chọn thế nào cũng bắt tôi bỏ cái hũ da heo trái tỏi nè. Cái đôi dép nhựa nè, là đôi giày chứ không phải đôi dép nha. Chiếc xe đạp nè, cái cục tạ nè, tại nó xét rồi. Với lại cái cây gậy bóng chày của tôi. Chúc mừng luôn.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng chơi thứ hai là bếp chiến. Và chúng ta sẽ mời một đầu bếp chuyên nghiệp đến đây để cùng tham gia, để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm nấu ăn. Xin mời Cẩm Thiên Long. Bên em sẽ làm một cái món thần thánh nhất hiện nay. Giới trẻ em rất thích tôm rang trứng muối. Dạ, giới trình kỹ năng mà thượng thừa của chồng em á, chỉ làm được bò lúc lắc là thôi. Ôi, món của nó rất là nhiều kỹ thuật ấy. Nói bò lúc lắc là đơn giản thôi, nhưng mà làm nó ngon á, không đơn giản xíu nào cả. Chấm cho chồng em là kỹ thuật thấp nhất. Thời gian dành cho hai đội là 30 phút. 30 phút bắt đầu. Nhanh lên các bạn, cố lên nha. Có lẽ là hai chàng trai này thấy cũng thái độ nấu ăn cũng chuyên nghiệp đó chứ. Ghê ghê ghê. Nói lại quanh rồi đó. Chưa thấy mẹ. Thấy chưa, thấy cái tay là thấy chuyên nghiệp chưa? Yeah. Mình làm nghệ thuật mà đúng không anh? Mình cũng phải đặc sắc chứ. Tí hồi không ăn được này nha. Đúng được. Dạ được rồi chị. Chồng cần em phụ gì không? Anh ngồi yên đó, là em đang phụ anh rồi đó. Em thích nhất Thành là điều gì hả Phúc? Em thì thực sự là em rất thích Thanh ở một điểm là chịu thương chịu khó. Chịu thương chịu khó. Thì không thích Thành là điều gì? Lì. Tôi lì vậy? Rất lì, rất ngang. Còn ngược lại? Em ha, chồng ấy gì cũng thích hết chứ. Lý siêu. Xạo quá má. Và có điều gì mà em không thích nhất cho chồng em không? Thích là... Thật ra chồng em thì em cũng không có bất mãn gì về chồng hết. Chồng rất là chiều, rất là thương và cũng hiểu, tức là có những cái thì tất nhiên là ai cũng sẽ có khuyết điểm, nhưng mà khi mà em nói, em kêu là em cảm thấy như thế này không được, em cảm thấy là như thế này không có đúng gì kia, thì ổng sẽ tiếp thu và ổng sẽ sửa, chứ không phải là cương quyết là tôi không bao giờ thay đổi hết, tôi là như vậy, bà chấp nhận thì bà chấp nhận, còn không thì thôi. Nhưng mà không, từ đó tới giờ 5 năm rồi thì ổng luôn luôn là ổng tiến bộ lên từng ngày, mà ổng thay đổi những cái khuyết điểm của ổng. Em cảm thấy rất là thật ra hài lòng. Hài lòng. Em cảm giác chồng em còn xấu nhất điều gì mà chưa thay đổi được? Đừng có nhìn, tập trung làm đi, không có đủ thời gian đó. Trong lúc này mình có thể nói được nè. Chồng em hả? Xấu rồi ở dơ. Rồi rắm thúi. Hả? Cái gì? Rắm thúi á. Chị hơi liên tục luôn à? Dạ. Đó, coi như là liên khúc, liên thanh, rồi từ độ to tới độ nhỏ, rồi từ mà không mùi cho tới rất nhiều mùi. Có mô hình đoạn trạng lắm, em không đợi kịp. Gặp em để tập cho vui thôi. Dạ không, giống như là thói quen rồi không nhịn được. Ngồi giữa đám đông cũng vậy luôn hả? Dạ không anh. Ông lén, đám đông thì lén thôi. Cho nên... Trước mặt vợ là thoải mái hả? Dạ. Vợ thì thoải mái á. Mình tự tin, thỏa sức đam mê. Xong rồi ổng là bị cái bệnh rất là lề mề lắm luôn. Lề mề em thấy làm chậm. Nhanh lắm rồi. Ổng diễn xào xạo. Đi đi xạo. Tức là... Cái này thật là... Ổng lề mề tới mức độ mà ngày nào đưa em đi làm là ngày đó em trễ làm. Anh ơi, nhanh lên giùm em đi, em trễ làm lắm rồi. Lúc nào em cũng xuống dưới, em ngồi em đợi sẵn ở dưới đó, đợi ổng xuống. Thế nỗi mà nguyên một nhà em kêu là mai mốt con Thanh đẻ là không cho một phút đi đưa đi. Sợ đẻ rớt. Sợ đẻ rớt dọc đường, khổ em. Hỏi nha anh. Bớt đi nha. Bớt cái này gọi là cầm tạp nha. Anh em nhìn ông xã em làm thấy giống như hàng ngày không, hay là nay ông diễn anh? Dạ cũng giống như hàng ngày vậy anh, nhưng mà bây giờ hôm nay em mới quan sát em mới thấy nè, chứ bình thường em ở trong phòng mà khi nào em làm xong mới thượng em ra. Trời hạnh phúc quá trời. Làm vô em bứng ra. Bứng hay là thượng? Bứng dạ. Khác thượng khác nha. Có vô thượng em ra.
tối nhiều khi em ngủ sáng sáng vậy mà bắt là thấy anh đi chợ về em nấu đồ ăn xong hết rồi em đi vô cái bây giờ bà ra ăn chưa hay bà đợi tôi bưng cho tôi rút cho bà chửi chửi vậy chứ cũng làm hết luôn chị đúng rồi cái miệng thì hay chửi chửi thôi chứ gì cũng làm mà em nói đúng luôn á Thanh là ảnh thì ảnh hay càm ràm nó hay nói lắm không bao giờ mà ảnh nói lời ngọt ngào với em đâu chứ bây giờ mà ngồi ôm vợ kêu anh yêu em hay là vợ ơi à đâu ít lắm nhưng mà không thì anh sẽ thể mà hành động nhiều hơn thì trong ngồi chè nói đúng hả thôi thường á đàn ông cũng khô khan ngại nói những cái lời yêu đương đôi khi nói ra cái sợ vợ mình nói ông nội sến không ơi nói em đang diễn anh đang đóng phim đúng rồi nhiều khi em nói mấy cái lời đó trên phim trường riết á cái em bị trai cảm xúc về nói vợ em đây em có đây em có một người ở nhà hay diễn ngôn từ không hả dạ ngôn tình ngôn gì lắm nhưng mà lâu lâu mình nghe mình cũng thích cho anh lần này ông này là không bao giờ luôn nha không nói luôn hả thì hồi xưa lúc mà mới mà quen nhau á cái em hai tụi em bằng tuổi nữa cái nói một hồi thì ông nói chuyện mày tao với em cái em mới cáu ra cãi lộn ông mới nói anh giỡn thôi anh không có ý gì hết nhưng mà em nghe thì em không có quen á nhưng mà mỗi khi hai đứa cãi lộn á là khi mà bắt đầu mà định điểm vô cãi lộn bắt đầu nói mày anh với em đôi khi mình hạnh phúc mình giỡn nhau thì mình có thể đùa được nhưng mà khi mà đã gọi là cãi nhau thì phải nếu mà cãi nhau mà mày tao là dữ rồi đó nha là mệt á dạ không bao giờ tụi em không bao giờ mà cãi nhau mà nói vậy hết tại được vì cái đó rất là tổn thương đúng rồi được ông chồng coi như là làm đầu bếp dân tới tận tới phòng luôn tới đúc luôn là hạnh phúc lắm rồi đó mấy ai bây giờ đàn ông á người ta hay nói rằng đàn ông là phải lo chuyện lớn ở ngoài xã hội không ai nấu nước rửa chén giặt quần áo con dạ không giặt quần áo thì thay phiên nhau nhiều khi cũng chỉ là quăng đồ cho mấy giặt thôi mà xong rồi nhưng mà cái chuyện giặt quần áo là chuyện của em hôm sau tôi làm không mời còn Tài thì em thấy có những điều gì vợ em đáng yêu nhất mà em hàng ngày vẫn xảy ra đáng yêu thì từ lúc mà cưới xong rồi nó bớt anh giờ chuyển qua đáng sợ nhiều hơn nhưng mà nhiều khi cái đáng sợ đó là cái đáng yêu em thích như cái con người của em nó bị cái bệnh gì đó em thích bị người ta uy hiếp mình á thích vậy để em cố gắng em vượt ra khỏi cái tầm đó đúng không mà mỗi ngày mình cố gắng nhiều hơn thì cái sự uy hiếp đó chuyển thành đáng vừa yêu nó vừa làm đi để hết thời gian đó dạ anh đang đợi nóng tôi hỏi thì hỏi chứ vẫn phải làm để tính thời gian đó không dò nổi tôi cảm giác rằng ngày hôm nay chúng ta đang ăn một buổi tiệc nào đó mà không biết ngon hay không. Bây giờ thì thơm quá, em thay đũa đi. Dạ anh. Cẩm Thiên Long dùng trước nha. Rồi các bạn cứ gấp thử đi. Nào thử món của mình đi. Tôm ngon không anh Tài? Em ăn em mới biết chứ. Tôm ngon luôn. Trời ơi. Anh nấu không để giờ anh nói dở. Vậy anh nói đổi chồng không? Thôi em. Vì con tôm thôi mà nó vậy luôn á. Đấy được đúng không em được đấy đối với lại cái món này thì là cái trứng muối á thì nếu mà mình hấp nó chín mình hấp nó chín và trong cái quá trình mình hấp á mình cho chút xíu gừng với lại chút xíu nước cho thì lá nó khi nó chín á nó tơi ra mình tán nó dễ dàng đúng rồi. Rồi xong mình nó sẽ không bị vón cục ra cái sốt mình nó mịn mà lắm là mình bỏ nó vô xong trộn đều với lại cái sốt xong mình đem ra mình đun lên nó sôi nhẹ cái là lúc đó bỏ tôm vô xóc cái là nó áo hết à về cái phần bò thì rõ ràng là chọn bò nó nhiều cái lắm chọn bò đúng cái phần là cái đó cũng phải quan trọng nếu mình lấy cái thịt đùi mà đem đi xào bò lúc lắc là coi như cũng không được nó phải là phần phi lê thứ hai nữa là mình cắt thì cũng phải cắt hơi to chút xíu tại vì bò mà để mà nó chín quá là sẽ bị dai cho nên là mình to chút xíu thì mình xào ở ngoài vừa thơm ở trong nó vẫn còn mềm một cái quan trọng nữa là khi mà mình ướp á mình có thể là ướp chung với chút xíu dầu trước nè hoặc là chút xíu giấm sau khi ướp gia vị hết rồi cho miếng bột năng vô tại bột năng nó có tác dụng là để nó ngăn cái tiết nước ra của cái phần thịt bò nó giữ lại cái nước được bên trong á thì khi mình ăn á mình cảm giác được là còn cái độ ngọt và nó ăn nó mềm mại hay quá còn vẻ vị thì quá tuyệt vời rồi không phải gì
Hôm nay có lẽ ngoài những cái niềm vui, những cái mưu sinh tới bậc trong cuộc sống, ta còn có những cái kinh nghiệm trong cái việc bếp núc dành cho những gia đình đang hạnh phúc. Và chắc chắn cái bếp núc này nó sẽ tiếp tục tô đậm thêm cái tình yêu của các bạn hơn nữa. Hôm nay thì anh muốn vợ chồng có những cái chia sẻ thật với nhau, những gì chúng ta cần và những gì chúng ta đang hướng tới và mong ước và những lời yêu thương với nhau. Ước gì chồng em làm bớt gà hàng em lại đi. Tức là chồng em có một cái thói quen là mua đồ, ví dụ như anh thấy một cái kiểu áo đi thì mua mấy cái giống như vậy, nhiều khi chỉ khác màu hoặc là khác một cái điểm chút xíu mà nhìn không có nhận ra được luôn, và mua rất nhiều cái kiểu như vậy thì em cảm thấy rất là tiếc tiền mà em không cho mua nữa. Để em còn đỡ đó, chồng chị là chị mua áo đen thôi, áo đen ông có gần như hàng trăm cái, lúc nào ra ông cũng mua áo đen, tất cả cái màu đen, nhiều khi nó chỉ có khác giống như là cái áo đen này nó có một cái chữ màu trắng chút xíu thôi ông cũng mua. Cuộc đời em còn gì vui nữa đâu mà em mặc những màu khác. Nhưng mà em phải rút kinh nghiệm từ anh. Anh mua đồ là anh tự trả tiền, không bao giờ mà anh kêu vợ anh đưa hết đó. Thì em đó thôi, em cũng vậy đó. Mặc dù vợ anh giữ hết tiền của anh, nhưng anh mua đồ anh vẫn trả tiền riêng. À vậy là anh có quỹ đen đúng không? Có quỹ đen chị, rồi. Vậy anh có quỹ đen đúng không? Em cũng tính là quỹ đen đấy, nhưng mà không thầy. Những cái quỹ đen đó là nó tích hợp từ những lúc mà anh đi quay gym. Anh đi buôn sinh riêng. Biết rồi đó, bây giờ chị biết. Mình kệ lâu lâu chơi. Một cái niềm vui của đàn ông mà nó cũng là một niềm vui của phụ nữ luôn. Đôi khi có những cái thứ mà chồng mình không thể lấy tiền phụ nữ càm ràm. Lúc có lấy tiền phụ nữ rất đau khổ đó, em ơi, cho anh xin tiền mua 2 thùng bia. Rồi, tự nhiên em thấy nó hèn hèn sao anh. Và lúc đó phụ nữ rất là đau khổ, tự nhiên phải xuất tiền cho chồng mình mua bia. Thì chồng sẽ có quỹ đen để mua 2 thùng bia đó nhậu với vợ. Chồng cũng vui mà vợ không biết, vợ cũng vui. Đấy đó. Nữa chứ. Thầy, hôm nay thì em ghim điều đó, em muốn chồng em sẽ sắp tới sẽ thực hiện cái gì cho em có thể hạnh phúc. Em nghĩ là cần mỗi ngày trưởng thành hơn, chỗ dựa cho vợ mình, rồi tại vì hai đứa cũng bằng tuổi em, giống chị á, là hai đứa bằng tuổi cho nên là đôi lúc em sẽ cảm thấy em sẽ bị hơi già hơn ông một chút. Em nghĩ tại vì em hơi bị nghĩ xa, nghĩ sâu một chút, thì bây giờ chỉ cần ổng thay em làm cái chuyện đó. Và em cảm thấy là giống như là mình sẽ bớt cái phần nào đó phải lo toan cái mọi thứ trong gia đình. Thực ra thì vợ em nói như vậy cũng đúng, bởi vì đôi khi thì với một cặp vợ chồng mà bằng tuổi nhau ấy, thì đúng là cái chuyện mà khoảng cách về suy nghĩ giữa vợ và chồng sẽ khác nhau rất là nhiều, đặc biệt là với người vợ. Nhiều khi là đôi lúc là em cũng hơi bị vẫn còn bay nhảy, cho nên là em sẽ tiết chế nó lại và tập trung vào những cái định hướng chung để xây dựng gia đình thật tốt. Nói chung là em muốn là vợ em bớt một chút xíu lại cái độ lì và ngang bướng đi một chút xíu, đôi khi là nó cũng sẽ gây ức chế cho một chút thôi. Đó, em chỉ cần một vợ em một chút thì thôi. Một chút nhưng từ từ nó sẽ không còn một chút nữa. Đúng rồi, nhưng mà nói chung là nên tiết chế giống chồng đi. Ok, hứa đi. Hứa đi. Hứa đi, đừng cho anh nằm trong giường. Em nghe bên kia nói sao em mắc cười quá. Gì vậy? Người ta nói là chưa trưởng thành, từ trưởng thành cái cười người ta. Vì... giờ này nó còn bay nhảy kìa em. Còn bay nhảy mà, đúng rồi. Tại vì bên kia là vợ lo suy nghĩ nhiều quá đúng không? Còn bên em là anh suy nghĩ quá nhiều, anh lo xa tới mức mà em thấy rất là mắc cười. Có nghĩa là lúc mà khi mà em có bầu á thì anh đã lo đến mức mà anh suy nghĩ là mai mốt khi mà con anh đi học anh sẽ cho con anh bao nhiêu tiền. Lúc đó em thì mới có bầu thôi, rồi xong khi em sanh con ra rồi anh ngồi anh tính mà anh lo mà anh bị stress luôn á. Có nghĩa là tự áp lực lên bản thân mình là bây giờ mình phải đi kiếm tiền, mình phải mốt con mình học đại học và mình phải cho nó bao nhiêu tiền nè, rồi mình phải lo cho nó sao đó, rồi xong tự anh áp lực, tự anh mệt mỏi. Em nói ủa anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lo xa dữ vậy? Lo đúng đấy. Cái đó lo đúng đấy. Thôi mà em thấy nó xa quá luôn anh. Không mốt lỡ nó tới rồi sao? Đúng, rồi nó đi hết hồn. Đôi khi em phải ủng hộ chồng đó để chồng đỡ bị stress. Em nói anh yên tâm đi, sắp tới mình sẽ làm này sẽ có cái tiền đóng cho con 12 năm học. Cái đó là đúng đó chứ. Đôi khi có những người rất là giàu nhưng mà đôi khi gãy gánh giữa đường, con mình không biết học như thế nào hết. Và cái chuẩn bị hành trang đó nó hết sức là quan trọng. Anh nghĩ điều đó em có phải hỗ trợ cho chồng em. Dạ thì nhưng mà em chỉ thấy nó lạ quá. Nó lạ quá, như là lâu ngồi chuyện đêm ông ngát tay lên chén là anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang suy nghĩ xem mai mốt cho nó học trường đại học nào. Mà cái con em mới có chút xíu đang nằm ngang ngược bên kia nó đang. Cái đó là đúng, nhưng mà tại vì em lo là em lo tới sau khi em lo chuyện lớn không lo luôn chuyện nhỏ. Mỗi ngày đi học em cho nó bao nhiêu tiền. Chứ bên đây thì chồng lo đúng không? Bên đây có một cái là em chỉ muốn là ví dụ như là ảnh
ảnh biết lo cho sức khỏe của ảnh nhiều hơn, tại vì ảnh là thường là người rất là phí phạm sức khỏe của mình, không có biết ví dụ như ngày hôm sau là phải đi làm sớm, mà nhiều khi hôm nay vì nể tình người này nể tình người kia mà hay thức khuya nè, hay là nhậu nè, làm vậy rất là phí sức khỏe của ảnh khá yếu. Ảnh là rất là hay bệnh, suốt như là thời gian quen ảnh là khoảng 4-5 năm, thì cái thời gian mà cứ 14/2 là ảnh nhập viện, giống như là để trốn hoài vậy. 2/3 là nhập viện, mà lúc nào cũng là bị viêm bao, bị viêm bao tử á, là bị do nhậu nhiều quá, xong rồi bị ảnh hưởng bao tử là xong cứ phải nhập viện vậy đó. Cho nên là em thấy em chỉ muốn là ảnh biết lo cho sức khỏe của ảnh nhiều hơn, tại vì ảnh có sức khỏe thì ảnh mới lo cho vợ con em được, mẹ con em được. Tụi em cũng mới có con à, coi như là cuộc sống giờ nó mới bắt đầu thôi. Thì em cũng nói trắng ra là trẻ thì không trẻ mà già thì không già, em cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ lắm. Có thể là có những cái em thì em cũng ráng mong là vợ em thông cảm cho em. Em cũng mới tập làm cha thôi, em cũng đâu biết phải làm như thế nào đâu. Đâu có ai nói là tự nhiên cái tôi có con ra tôi biết. Khi có con ra rồi người ta mới tập để người ta biết. Thì em cũng đang tập vậy. Tập em đi, hy vọng là rồi còn đứa thứ hai. Dạ. Nó tiếp tục nữa. Hai lúc đó sẽ phải lo xa hơn nữa. À, anh nào có đứa một anh. Em nói là anh hơi chỗ dễ thương quá, đứa nữa đi. Anh đứng suối. Chắc chắn ra, em sợ lắm rồi. Bên này là ngược với hẳn. Bên em thì em rất là thích đẻ hai đứa, mà cả nếp cả tẻ thì càng tốt. Và vợ em thì thôi, đẻ một đứa thôi, mệt lắm không đẻ nhưng đâu. Nhưng khi mà em sanh ra một đứa là tự nhiên em ôm trong lòng, tự nó dễ thương lắm. Tại vì chị biết sao không? Chị ảnh là một cái người ở nhà là ảnh chu toàn hết mọi thứ. Chị chỉ việc là chị chơi với con, chị chăm con nhẹ nhàng thôi. Còn giờ nếu mà chồng em không trưởng thành lên mà em đẻ xong em ôm con, em ôm chồng em nữa, em chết. Trời ơi, như một cái tát vô mà. Đau không anh? Đau không? Đau, đúng hơi đau. Bây giờ anh muốn hai người đàn ông hãy nói những lời yêu thương nhất mà trái tim mình suy nghĩ về vợ mình. Anh sẽ cố gắng làm tất cả vì tương lai của con em chúng ta. Ngắn gọn là xúc tích, vậy là em hiểu rồi hả? Em cứ ngồi yên đó, thế giới này để cho anh lo. Tuyệt vời. Hãy giữ lấy tất cả những cái gì mình đang có, hạnh phúc tất cả mọi thứ, nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn cảm rất là nhiều về cuộc hành trình với chương trình ha. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục với chúng tôi và đem thêm nhiều cái niềm vui trong ẩm thực dành cho những cặp vợ chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.